Rồi em xin chào tất cả anh chị ha. Hôm nay em lại tiếp tục làm video gửi đến anh chị ha. Đây, cái chuồng dễ con đây. Hôm nay em nói về cái vấn đề là hiện nay trên một số trang mạng Facebook đồ á, nó nói là dế đang cháy nha mấy anh chị. Không có cháy đâu mấy anh chị. Tại vì một số khu vực nó hơi thiếu thiếu, bắt đầu la làng lên khu vực khác tràn dế qua là không bao giờ thiếu đâu mấy anh chị, cứ yên tâm. Đó. Còn vấn đề là cho uống nước, hôm nay em có cũng bữa em có đọc một cái câu hỏi của anh chị nào mà xem uống nước vậy ha, rồi thời gian đâu mà chăm đó gì đó. Thì cái khó là trong cái thời tiện điều kiện mùa nắng á, là mình phải xịt nước thường xuyên, mùa mưa thì có ít cũng được nhưng mùa nắng là thường xuyên. Sẵn đây em nói luôn cái vấn đề này là hay lắm nè. Cái con dế nó tập trung vào buổi sáng sáng sớm á mấy anh chị, không phải là khi mà nắng vừa lên á, nắng vừa lên là khí hậu bắt đầu nó ấm dần á, từ mùa ban đêm mà nó hơi lạnh cái nó chuyển ấm dần lên, cái con dế nó lên ăn khủng khiếp lắm. Thì mình nên cho ăn trong cái giai đoạn đó thì con dế nó sẽ ăn được nhiều ha mấy anh chị, thì nó mau lớn ha. Đó. Đặc biệt vào buổi đó hoặc vào buổi chiều á, khi mà đang nắng thiệt nắng, cái bắt đầu khi nóng nắng nó bắt đầu nó dịu xuống một cái là con dế nó cũng lên rồi, nó ăn nhiều ha. Em thấy chỉ có hai cái thời điểm đó là bắt đầu là chúng ta nên cho ăn là con dế rất là tốt, là buổi sáng nha. Buổi sáng sớm mà khi bắt đầu nó hừng nắng lên, bắt đầu nắng buổi sớm á, là khí hậu bắt đầu ấm lên, và buổi chiều khi mà bắt đầu đang nóng vậy nó giảm nhiệt độ xuống là con dế lên ăn rất là tốt. Thì mấy anh chị nên cho ăn vào hiểm đó. Còn ăn thì em cứ nó tập trung một cái lá mì ha, tập trung vào lá mì thì nếu ai có điều kiện tốt nhất thì ăn lá mì. Còn không có mình có thể ăn những cái thức ăn khác, ví dụ như rau cỏ gì cũng được, nhưng em thấy nó không hiệu quả. Nhưng bù lại thì chúng ta cho ăn cái loại cám xịn xịn chút thì nó cũng được. Còn ở đây em cho ăn cái loại cám cũng tương đối mấy anh chị, không phải là cám mắc tiền lắm nhưng cũng đường được ha. Nói mấy anh chị cứ cho ăn vào buổi sáng khi mà hừng nắng lên và buổi chiều khi mà vừa dịu nắng lại là chúng ta hai thời điểm mà chúng ta ăn tốt, cho ăn tốt nhất ha. Còn đây là dế đẻ nè, còn đây là dế đẻ của em ha mấy anh chị. Dế nó đẻ chắc cũng được khoảng 6-7 ngày gì đó rồi, thì nó cũng gần cạn rồi mấy anh chị, nó cũng gần cạn rồi mà nó đẻ còn tốt lắm. Khoảng 3-4 giờ chiều là nó lên nó đẻ khủng lắm, và đợi 10 giờ sáng á, khoảng thời gian nó 10 giờ sáng thì nó lên ngạt hay, và buổi chiều khoảng 3 giờ chiều á, khi mà khí hậu đang nắng đang nóng vậy nó bắt đầu dịu lên một cái là con dế nó lên nó trùm hết luôn tất cả những cái mâm đẻ không ha. Bây giờ là đâu khoảng 8 giờ sáng đó. Thì tập trung vào ăn cái lá mì. Còn có một số trại em thấy nó một cái ông chú ông nuôi vậy đó mấy anh chị, cũng kỹ đến độ mà ổng đem cái ổng mua đâu được cái sữa mà dạng mà nó hết hạn á, của em bé uống á, ảnh trộn với cám để tăng, không biết tăng cái lượng gì để cho nó đẻ nhiều, ảnh hầu là cho dế ăn vậy nó đẻ nhiều hơn. Thì người ta làm sao mình thấy thôi, chứ em từ nào chưa có làm cái môn đó. Thì cứ tập trung vào cám thôi, cám với lá mì thôi là con dế nó đẻ tốt rồi ha. Đó, nó lên cánh đều hết thì nó mới đẻ được. Thì trong giai đoạn này thì khoảng 6-7 ngày thì đa số một số trại lớn lớn người ta bắt đầu thu hoạch con dế, người ta bắt người ta làm dế thịt hoặc là chia làm dế trứng, tại vì trong giai đoạn này con dế nó còn trứng trong bụng á mấy anh chị. Đó, còn trứng trong bụng thì bắt đầu người ta làm dế thịt và dế trứng. Không biết có ai chia sẻ không, chứ vấn đề này em thấy nó cũng ít có ai nói lắm. Tại vì người ta thâu dế trứng rồi mới để trứng cho nó ôm trọn, người ta làm dế trứng nó mới chất lượng ha. Nhưng em thấy thì đa số người ta sẽ làm như vậy. Cái này là những cái chia sẻ rất là thiệt tình luôn. Đây, còn dế đây. Dế này khoảng 16-17 ngày rồi mấy anh chị ơi. Nè. Nó cũng có ăn lá chuối nè. Đó. Nó cũng có ăn lá chuối đó mấy anh chị. Nó lá chuối tại vì bữa đó nói chung là phá cái bụi chuối nó thấy cũng tiếc rồi hay là lấy cho dế nó ăn. Chứ thật ra là em ít có cho ăn lá chuối, chủ yếu là tập trung vào lá mì thôi. Thấy lá mì nó ăn được, nó phát triển tốt, đồng đều, đẹp, bán với chim ok. Thì mùa khô đang chuẩn bị bước vào mùa khô á mấy anh chị. Thì em thấy cái lượng dế hiện nay đưa ra thị trường cũng còn khá là nhiều. Thì nếu mà anh chị nào mà cảm thấy mà thiếu dế mà có cái hướng mà đi được, đi lấy được thì em chỉ cho cái hướng mà đi lấy ha. Chứ cái vấn đề là dế hiện nay em thấy nó chưa có thiếu đâu.
đừng có nghe những cái tin đồn ở trên mạng mà hôi dế là thiếu, là không có thiếu đâu mấy anh chị. Còn sâu vô mùa khô nữa thì sao á thì em chưa biết, nhưng hiện nay em thấy chưa là thiếu dế, thậm chí những cái trại gần gần nó còn kêu em lấy phụ mà nghĩ sao mà thiếu được. Đó là vấn đề hiện nay ha. Thì em nghĩ là sắp tới là dế nó không có thiếu đâu. Vì sao mấy anh chị? Thì kinh tế đang đang khó khăn, thì cái môn này chỉ phục vụ cho mấy anh em về đam mê thôi, chơi chim chơi cá cảnh đồ này nọ đó. Mà bây giờ bán buôn đồ không được thì làm sao người ta dám mà phát triển cái môn chơi đó được. Mà phát triển không được thì sao, có bán được đâu. Nên cân nhắc là thì cái này là quan điểm của cá nhân em thôi, còn nhiều người như thế nào thì em cũng chưa biết ha. Còn nuôi thì hiện nay em thấy cái sản lượng của em nó sụt giữa khoảng 50% luôn á. Em nói cho mấy anh chị biết là sản lượng mà đi dế của em hàng ngày nó sụt giảm 50% luôn đó. Bữa trên mạng cũng có hay anh nào nói anh có gì 100-200 triệu gì đó mà anh thôi giờ đầu tư con dế được không. Em cũng có nhắn một câu là nên chuyển hướng nuôi con khác, đừng nuôi dế. Còn để được xây dựng một cái hệ thống mà nuôi giống như em, cái hệ thống vừa khách hàng bỏ em cũng nhiều lắm anh chị, tại vì người ta nghỉ nuôi á, người ta nghỉ nuôi chim cá cảnh đồ này kia nhiều đó, thì người ta không lấy nữa, không lấy dế nữa, đó rồi sụt giảm thấy rõ luôn. Hoặc là người ta bớt đi, ví dụ những cái trại gà người ta sẽ bớt cho con dế thì giảm chi phí. Bây giờ gà bán khó lắm, gà đá bán khó lắm anh chị, ngay cả cái trại gà của em á, cũng tồn gà rất là nhiều. Nói cái trại với cái chuồng thôi chứ cũng cái trại em có khoảng độ hơn 100 chuồng nhốt thôi. Ví dụ chuồng 80 vuông hoặc là 1 mét vuông, 1 mét 6 vuông vậy đó. Thì em có đâu đó khoảng hơn 100 cái à. Em làm cũng nhỏ lẻ vậy đó. Đổ gà đá sau đó mình bán lại cho những cái anh mà lúc trước đưa cái bộ nọc mình làm đồ này nọ đó. Nói chung cũng được. Ví dụ mà người ta lấy điều cũng được, mà hiện nay em thấy rồi, cái môn này nó, cái môn chơi gà đá nó bị suy giảm nhiều lắm, do là nhà nước đâu có cho chơi đá rồi bị bắt rồi bị phạt tùm lum hết, nên thành ra cái con gà đá nó cũng rất là chậm. Hiện nay một số trại lớn nó cũng vậy nữa. Bây giờ nó bán liên tục được, nó bán nhiều được đó, thì nó mới chịu khó đầu tư dế cho nó ăn, cho phát triển, cho con gà nó tốt. Mà bây giờ người ta bán không được, người ta bơm cái thức ăn xịn này vô, ví dụ con dế nó mắc nó bụng mấy chục ngàn, cái trăm ngàn ký mà. Thành ra mà đưa vô thức ăn này người ta tốn chi phí nhiều, người ta đâu có chịu đâu mấy anh chị. Bây giờ đang giai đoạn khó khăn này, tiết giảm được cái gì thì càng tốt. Tiết giảm được cái gì thì tiết giảm thôi. Còn mấy anh chị nào còn cái hướng mà em động viên mấy anh chị làm dế nè. Mấy anh chị làm từ từ, làm từ ít tới nhiều, làm từ 1-2 chuồng, 3-4 chuồng, làm nhiều ha. Khi mình nắm được cái sản lượng mà chúng ta cần bán ra trong tháng, chúng ta làm nhiều. Còn có một cái cách nữa, còn một cái nữa là vấn đề nè. Những anh em mà nuôi mà thích bán sỉ, không thích bán lẻ thì giá nó sẽ rẻ hơn chút. Thì tìm cái đầu mối thu mua, nhưng điều mấy anh chị nhớ, cái đầu mối thu mua nào nó phải làm ăn nó uy tín chút. Cái nhiều cái đầu mối em thấy như thế này, cái lúc mà đắt hàng á, thì nó gom nó vét, còn cái lúc mà bắt đầu cái ế ẩm á, nó không lấy hẳn, thậm chí nó không lấy hẳn luôn. Ví dụ nó lấy cho người ta có cái sản lượng ra để người ta duy trì, ít nhất cũng duy trì được cái trại, mấy anh chị mua chi phí cám đồ này nọ, nhân công đồ này nọ, người ta sống được á, thì người nông dân người ta mới sản xuất tiếp. Còn mấy anh lái mà mấy anh làm ăn mà bà trật bà giục vậy đó không có được. Còn mấy anh lái mà làm ăn uy tín, ví dụ như người ta phải hiểu cho mình là mình phải còn sống được với con dế, phải có chăn nuôi, phải có đồng ra đồng vô á, thì được. Ví dụ mà sản lượng của anh lấy tôi ngày 20 kg đi, 30 kg, thì anh lấy tôi ít nhất ngày được, trong cái giai đoạn khó khăn này anh phải chia sản lượng lấy được 10 kg, 15 kg, nửa sản lượng đó để tôi có được cái chi phí tôi duy trì cái trại. Còn ngưng hẳn luôn là chết. Nên em kể câu chuyện mấy anh chị nghe chơi, là lúc trước em biết được là có một anh lái cũng tương đối khá ha. Anh lấy cũng nhiều lắm, một sản lượng ngày anh đi khoảng 80-90 kg mà một ngày, với chim mà đi 80-90 kg ngày là dữ lắm anh chị. Đó, ảnh bao cho 3 cái trại, khoảng 3 trại đến 4 trại đó, thì một ngày vậy trại nó ra khoảng 20-25 kg. Nhưng trong cái giai đoạn dế ế đó mấy anh chị, thậm chí nó bỏ luôn, nó không bắt, nó kêu cam rồi đi, mà người nó mà cam là sao được, với chim mà cam lại nó sẽ lên cánh. Nó lên cánh là sẽ bắn với chim. Thì đổ bỏ bao nhiêu chi phí trong đó, mà ít nhất mà phải
anh gọi là bao, cái giá nó bằng có một nửa giá mấy anh bán ra ngoài thị trường mà. Cái chi phí mà cái giá mà anh lái đó, anh lấy cho củ trại nó bằng một nửa giá thị trường mấy anh chị. Một nửa giá anh bán ra anh lời đến mức độ đó đó. Nhưng điều cái giá thôi, còn cái chi phí vụ bao bịch giấy nào này nọ nữa thì ít nhất mấy anh cũng lời cũng khá khá đó. Thì mấy anh hiểu được cho người nông dân, mấy anh tính ra làm sao cho người ta có thể là duy trì cái trại được. Còn mình nói là đừng, ví dụ như một số người người ta cũng am hiểu xương biết về cái con dế đó, vô cái trại hỏi chứ bán cho lái là bao nhiêu tiền ký, hay dụ nó nói là tôi bán cho giá nó rất là rẻ, 30-40 gì đó cho hương lái đó. Thì đồng ý cái đó, cái giá đó là giá hơi rẻ ngoài thị trường, nhưng cái vấn đề ở đây là anh nuôi anh bán lần vài chục ký, người ta hương lái người ta còn phải có đầu mối để người ta bán lại, còn chi phí thứ như là nhân công rồi đi giao xăng cộ, khấu hao xe cộ đồ, rồi tiền lời của người ta nữa, thì cái đó không nói được, mà mình suy nghĩ có qua có lại. Nhưng để em nói cái vấn đề là mấy anh lái mình mới nhớ được vấn đề là anh phải lo cho người nông dân, cái người nuôi ít ra cũng thằng duy trì được cái trại, chứ đừng có bỏ luôn là chết. Đừng có ai mà dám nó hứa là tôi sẽ bao trại tôi này tôi kia, không có đâu. Nên em thấy là như vậy, mấy anh chị nên tự đứng, tự đi tự đứng nó hay hơn là mình đi nhờ người khác đứng giùm. Rồi có thể là nhiều, chúng ta mở rộng mối quan hệ, chúng ta có thể ra được, ví dụ như ta khi mà chúng ta tồn dế quá nhiều, chúng ta quen biết nhiều anh em, ta đi nhiều á, phải cứu tôi chén hai chén, lấy tiền cám lấy tiền xăng là thôi cũng được mấy anh chị, mình lấy tiền cám là thôi cũng được, cái dư sản lượng của mình mà đâu có nhầm nhòi đâu, mình dư ví dụ như thế, hiện nay tôi dư là 20 kg 30 kg, mình lấy giùm bán giùm, lấy cái giá theo kiểu thấp hơn ông lấy sỉ cũng được nữa mấy anh chị. Em nói ví dụ lấy 60.000 một ký đi, giá dư sỉ 60-70.000 đi đúng không, em nói không biết nhiều vùng nó khác nhau, em nói ví dụ thôi, ông đang lấy cái giá sỉ là 50.000 một ký đi, bây giờ mình đang dư nè, trại tôi đang dư nè đó, tôi bán cho ông 45.000, ok, lấy lại giá tiền cám tiền giấy tiền này tiền kia tiền công tiền sức tôi thôi, thì tôi nói là cái này cái dư tôi mới bán lại cái giá đó đó. Nhưng điều chúng ta phải làm sao cái mối quan hệ chúng ta phải giữ điều vậy hả anh chị ha. Rồi đi ngoài lại xíu hả anh chị, em ít có nói gì vấn đề là nuôi con dế lắm, tại vì em thấy nó rất là dễ mấy anh chị, không phải là em nuôi nhiều, em nuôi lâu rồi em thấy nó dễ, không phải, mấy anh chị cứ nuôi đi, em bảo đảm mấy anh chị là 1 tháng không được, 2 tháng không được, 3 tháng không được, thì 5 tháng 6 tháng không phải được, 7 tháng được, 1 năm bị vướng kinh nghiệm thì mâm sao không được, làm cái gì nhất định nó sẽ đạt không ha, làm thì nó sẽ đạt. Bán bây giờ bán cho ông này không được thì bán cho ông kia không được, bán riết thế nào không được, quan trọng là mấy anh chị có chịu cực được không thôi. Rồi em chào mọi người ha, rồi em làm cái clip hôm nay em tới đây thôi, chỉ chia sẻ cho mấy anh chị những cái ngoài lề về cái câu chuyện của con dế ha. Rồi chào anh chị ha.